Tranh gốm Bình Châu hôm nay xin trân trọng gửi tới quý vị các bạn 4 tấm trống đồng bằng gỗ hương đá. Đây chúng tôi vừa mới hoàn thành xong phần mộc. Hàng vẫn đang để mộc. Cái hai cái nhỏ là kích thước là 67 cm. Còn hai cái lớn là kích thước là 75 cm. Chúng tôi làm bằng chất liệu gỗ hương đá 100%. Một chất liệu gỗ cực kỳ đẹp. Địa chỉ của chúng tôi ở Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Số điện thoại là 0975 940 966. Đây là phần tôi quay chi tiết. Đây là tấm này là 75 cm, được chạm rất cầu kỳ, tỉ mỉ, tinh tế. Và gỗ thì đẹp lục lạc, không tì vết. Còn tấm này là 67 cm, được cực kỳ tinh tế, tỉ mỉ. Rất là đẹp, đẹp long lanh luôn. Thì có 4 chiếc, 2 chiếc 67 và 2 chiếc 75. Khung của chúng tôi làm dày 4 phân. Còn cái ván ở trong là dày 3 phân. Đấy. Chúng tôi đục là sâu khoảng phân 6, phân 7. Là cái viền tròn này. Có cái chi tiết chống đồng thì nó chỉ cần 5 ly. Cái to thì 6 ly, cái nhỏ thì 5 ly. Không cần sâu quá bởi vì nó sẽ nát, nó không còn các cái chi tiết nhỏ này nữa. Chi tiết nó rất là bé, rất là nhỏ. Nên là nó phải phải là rất bé như vậy. Và nó chỉ đục nó chỉ vừa phải thôi. 5 6 ly thôi là nó đẹp. Còn cái gì nó phải to thì chúng tôi mới đục sâu được. Đấy. Rất tuyệt vời. Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 0975 940 966 hoặc về trực tiếp tại Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội để chọn lựa hàng. Xin trân trọng cảm ơn.